Phù thủy xứ Oz. Ngày xưa có một cô bé tên là Dorothy. Dorothy sống tại nông trại với người dì tên là Em và người chú tên là Henry. Vào một ngày nọ, Dorothy không muốn chơi với chú chó của cô. Cô bé có cảm giác một điều gì đó xấu sắp xảy ra. Ông, một trận bão đang đổ tới, chúng ta phải tránh xuống tầng hầm thôi. Và dì Em cũng kêu lên: đến đây trú ngay đi, Dorothy ơi. Toto, tới đây nào, chúng ta phải xuống tầng hầm ngay. Dorothy phải chui xuống gầm giường để tìm chú cún. Ngay sau đó, cả nông trại rung lên bừng bừng. Rồi cả nông trại bắt đầu quay tròn theo tâm bão. Cô bé cố nắm chặt lấy một vật nào đó và cùng lúc cố tóm lấy chú cún của mình. Ngay khi cô bé sắp bị cuốn ra ngoài cửa sổ thì cô kịp nắm được chú. Cô bé không thể nhìn thấy gì. Cô chỉ thấy bầu trời và mây bay ngoài kia. Và lúc đó cô nhận ra mình đang lơ lửng trên không trung. Cả căn nhà và cô bé bị xoay tròn nhanh đến nỗi cô bé liệm đi và dần chìm vào giấc ngủ. Dorothy tỉnh dậy bởi một cú va đập mạnh. Chiếc giường nảy lên thật cao làm cô ngã nhào xuống đất. Rồi cô bé nhận ra rằng nông trại không còn nghiêng ngả nữa. Mặt trời đang chiếu rọi qua cửa sổ khiến cô bé nhận ra mình đã ở trên mặt đất. Cô bé chạy ra ngoài. Cô bé há hốc mồm kinh ngạc vì không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Đó là những cánh đồng hoa trải dài tít tắp hút theo tầm mắt cô bé. Và rồi bất chợt, Dorothy nhìn thấy những người tí hon chạy về phía mình. Họ đội những chiếc mũ chóp nhọn và những chiếc chuông nhỏ trên đỉnh mũ họ kêu reng reng vui tai. Họ mặc đồng phục màu xanh và họ đều có bộ râu dài thiệt dài. Khi người tí hon tới bên Dorothy thì xuất hiện thêm một quý bà tí hon mặc bộ váy màu trắng. Chào mừng pháp sư hùng mạnh nhất. Ta là phù thủy có trái tim nhân hậu phương Bắc và đây là bạn ta, những chú lùng. Tôi muốn tỏ lòng biết ơn người vì đã trừ khử được bộ phù thủy độc ác phía đông và cứu mạng chúng tôi. Cảm ơn bà, nhưng có lẽ bà đã nhầm giáo với ai khác rồi. Bà phù thủy nhân hậu từ phương Bắc chỉ về một điểm trên căn nhà cho Dorothy thấy. Trên sân, thò ra một đôi chân đi giày lấp lánh ánh bạc. Dorothy nhận ra rằng căn nhà đã đè lên mụ phù thủy độc ác. Cháu không cố tình làm vậy đâu. Đó không phải là lỗi của cháu. Cháu phải làm gì bây giờ? Điều duy nhất cháu có thể làm là nhận lấy đôi giày bạc có phép thuật của mụ phù thủy như là một món quà vậy. Dorothy cởi đôi giày cũ ra và đi đôi giày mới vào chân. Bà có thể giúp cháu trở về nhà được không ạ? Chỉ có một người duy nhất có thể giúp cháu và đó là phù thủy xứ Oz. Men theo con đường gạch này, cháu sẽ đến thành phố Ngọc Bích. Và khi đã tới đó, cháu phải được cho phép đi lên trên và gặp mặt phù thủy xứ Oz. Ngay sau khi dứt lời với Dorothy, bà phù thủy nhân hậu biến mất. Các chú lùng chào tạm biệt Dorothy và họ lên đường. Đi được một lúc, Dorothy và chú chó nhỏ cần được nghỉ ngơi nên họ dừng lại bên một cánh đồng ngô. Ở phía giữa cánh đồng, Dorothy nhìn thấy một chú bù nhìn. Quá tò mò, cô bé đã đi đến bên nó. Xin chào, em là ai vậy? Thoạt tiên, Dorothy kinh ngạc, nhưng sau đó, cô bé bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Tôi chả biết gì hết, đầu tôi đầy cỏ khô. Tôi tự hỏi là nếu tôi cùng đồng hành tới thành phố Ngọc Bích thì em có nghĩ là phù thủy xứ Oz sẽ ban cho tôi khối óc không? Dorothy đưa anh bù nhìn ra khỏi khung trống và họ cùng đi bộ trên con đường gạch màu vàng. Một vài tiếng sau, khi băng qua rừng, ở giữa đám cây cối, họ nhìn thấy một vật gì đó phát sáng. Khi tiến lại gần nó, họ nhận ra đó là một người được làm bằng thiết. Người thiết đang đứng yên bất động. Xin hãy giúp tôi, bởi vì tôi đã rỉ sét nên đã lâu rồi, dù là một cử động nhỏ tôi cũng không thể làm được nữa. Chúng tôi
tôi có thể giúp gì cho anh? Em có thể nhìn thấy căn lều của tôi ở đằng kia. Xin hãy đến đó lấy lon dầu và tra dầu vào những khớp nối của tôi đi. Dorothy làm đúng những gì người thiết nhờ cô làm. Cô bé tra dầu vào tất cả các khớp nối và anh ta có thể chuyển động được như thường. Cảm ơn cô bé. Và các bạn đang làm gì ở đây vậy? Dorothy bắt đầu kể lại từ đầu những gì đã xảy đến. Cô có nghĩ là ông ấy sẽ ban cho ta một trái tim không? Và thế là người thiết đi theo họ. Khu rừng dần trở nên tối tăm. Và bất thình lình họ nghe thấy một tiếng rống khủng khiếp và một con sư tử nhảy xổ trước mặt cả đoàn. Nhưng khi chú chó Toto bắt đầu sủa thì con sư tử lùi lại và bắt đầu run lẩy bẩy. Sao một con sư tử to lớn như bác lại sợ sệt trước một chú chó nhỏ như vậy nhỉ? Ta biết ta rất nhút nhát, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm ta sợ hãi. Chờ chút nào, đừng khóc nữa. Nghe cháu nói này, chúng cháu đang tìm phù thủy xứ Oz. Chúng cháu đều có điều nhờ cậy ngài ấy. Có thể ngài ấy sẽ ban cho bác sự dũng cảm. Sư tử lau nước mắt và vui mừng đồng ý đồng hành đến thành phố Ngọc Bích cùng cả nhóm. Họ đi được một lúc, anh bù nhìn chỉ cho họ bầu trời đang toát ra ánh sáng xanh lục. Vậy là thành phố Ngọc Bích không còn bao xa nữa. Chẳng mấy chốc, sau mấy tiếng đi bộ, cả đoàn đã đến được cổng thành của thành phố Ngọc Bích. Chúng tôi đến đây xin gặp phù thủy xứ Oz. Để tiến vào lâu đài, họ phải đeo đôi mắt kiến rất to vì họ có thể bị mù bởi ánh sáng màu xanh lục phát ra từ thành phố Ngọc Bích. Các ngôi nhà, các ngõ phố và thậm chí cả trang phục của người dân tại thành phố Ngọc Bích đều tuyền một màu xanh lục, nơi nơi đều tỏa sáng lung linh. Cuối cùng, họ cũng tới lâu đài. Dorothy là người đầu tiên tiến vào trong để gặp phù thủy xứ Oz. Khi ngập ngừng bước vào, cô bé thấy một đầu người to lơ lửng trên trần nhà phía trên chiếc ngai. Ta chính là phù thủy xứ Oz hung mạnh và đáng sợ đây. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn gặp ta và ở đâu mà ngươi có được đôi giày bạc kia? Tên cháu là Dorothy, cháu đến đây để xin được giúp đỡ. Dorothy thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với phù thủy quyền năng xứ Oz. Phù thủy xứ Oz nói rằng sẽ giúp đỡ cô bé, nhưng mà đổi lại cô bé phải trừ khử được phù thủy phương Tây. Cực kỳ buồn bã, Dorothy vừa quay lại chỗ các bạn vừa khóc. Cô bé kể lại cho họ những gì phù thủy xứ Oz đã yêu cầu cô. Tất cả đều đồng tình sẽ đi tìm và trừ khử phù thủy phương Tây. Vào buổi sáng hôm sau, họ rời thành phố Ngọc Bích và bắt đầu cuộc hành trình đến lâu đài của phù thủy phương Tây. Mụ phù thủy phương Tây độc ác, chỉ có một mắt, nhưng mụ ta có thể nhìn thấy từ rất xa. Khi thấy Dorothy và các bạn tiến đến tòa lâu đài, mụ ta ra lệnh cho các con ong khổng lồ của mụ: hãy đốt hết lũ xâm nhập này đi! Dorothy và các bạn nhìn thấy những con ong bay thẳng về phía mình. Họ lại không kịp thời gian để chạy trốn. Này bù nhìn, cậu hãy che chắn cho Dorothy, Toto bằng cỏ khô để mấy con ong không đốt họ được nghe. Anh bù nhìn phủ cỏ khô lên người họ, trong khi các con ong cố đốt người thiết. Và tất nhiên, chúng đều mất đi ngòi chích, rồi từng con ong một rơi xuống đất. Lần này, mụ phù thủy ra lệnh cho lũ khỉ biết bay săn đuổi Dorothy và các bạn, nên lũ khỉ đã tấn công Dorothy và các bạn của cô. Một trong số chúng tóm được bù nhìn và ném anh lên cây. Một con khác thì ném người thiết qua vách đá. Một con khác nữa trói bác sư tử và đem nộp cho mụ phù thủy. Rồi tất cả bọn chúng cùng quay về phía Dorothy. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi giày bạc trên bàn chân cô bé, chúng không muốn làm hại cô, chúng chỉ đưa cô về tòa lâu đài. Khi mụ phù thủy độc ác phương Tây nhìn thấy đôi giày bạc của Dorothy, mụ ta rất sợ hãi. Nhưng mụ ta cũng nhận ra rằng cô bé chưa biết được quyền năng của đôi giày.
đưa ngay cho ta đôi giày. Không, không đời nào. Ta nói là đưa nó đây. Một phù thủy tiến đến phía Dorothy. Sao nhà ngươi lại biết nước là thứ duy nhất có thể hủy hoại được ta? Cháu xin lỗi. Sau khi cất tiếng thét, mụ phù thủy liền bị tan chảy. Chỉ trang phục của mụ còn lại trên sàn nhà. Đầu tiên, Dorothy giải cứu bác sư tử đang bị giam trong chuồng. Rồi họ cùng nhau tìm thấy anh bù nhìn và người thiết. Họ cùng quay lại thành phố Ngọc Bích, thông báo rằng đã trừ khử được một phù thủy độc ác phương Tây và xin được gặp phù thủy xứ Oz. Lần này, phù thủy quyền năng xứ Oz đón chào cả đoàn một lúc. Khi tiến vào căn phòng có chiếc ngai, họ nghe thấy một âm thanh cực to đến ù tai. Ta là phù thủy xứ Oz giờ đây. Tại sao các ngươi lại tìm đến ta? Chú chó Toto sợ đến nỗi nó chạy đâm vào những tấm vách trong góc phòng. Đằng sau tấm vách xuất hiện một người đàn ông nhỏ bé, đầu hói và nửa nua. Ông ta đang cầm một vật tựa như một chiếc tù và trên tay. Ông là ai vậy? Ta chính là phù thủy quyền năng xứ Oz giờ đây. Ông là phù thủy xứ Oz ư? Sao lại có thể như vậy được? Ông lão quyết định giải thích cặn kẽ câu chuyện của mình. Thực tế là ông làm việc trong một rạp xiếc. Ông đã từng biểu diễn với khinh khí cầu. Vào một ngày, một cơn gió mạnh đã thổi dạt ông đến tòa lâu đài. Và người dân thành phố Ngọc Bích cho rằng ông là pháp sư trên thiên giới. Họ đã đề nghị ông cai trị thành phố và ông đã nhận lời. Vậy còn tất cả những điều ông đã hứa hẹn thì sao? Ông lão phù thủy nói với người thiết rằng ông có thể cho anh một trái tim ngay lúc này. Ông đi ra phía sau và lấy ra một trái tim đồ chơi nhồi bông từ trong chiếc rương. Người thiết cảm thấy khá hơn. Sau đó, ông lão quay về phía anh bù nhìn. Ông tháo đường khâu trên đầu anh và cho vào đó một nắm bột mì, rồi khâu lại như cũ. Đến lượt bác sư tử nhút nhát, ông lão đổ một chút nước thần từ một chiếc bình bằng vàng ra bát và sau đó bảo bác sư tử uống nước thần của lòng can đảm. Bác sư tử uống hết nước thần kỳ đó. Đột nhiên, sự yếu đuối và cái nhìn sợ sệt của bác tiêu tán hết và bác gầm lên như một chúa sơn lâm dũng mãnh như vốn có. Ông lão phù thủy mỉm cười với họ. Thực ra, ông không hề ban cho họ thứ gì. Tất cả những gì họ cầu xin đã có sẵn bên trong họ, nhưng họ chưa biết cách sử dụng mà thôi. Bây giờ thì đến lượt cháu, Dorothy. Thật ra, tất cả những gì cháu ao ước luôn ở ngay đây cùng cháu đấy. Nếu cháu gõ chiếc dây bạc vào nhau 3 lần, cháu sẽ đến được bất cứ nơi đâu mà cháu từng mơ ước. Vậy là thật ra cháu có thể trở về nhà bất cứ khi nào cháu muốn hả? Đúng vậy, nhưng như vậy tôi sẽ kẹt ở trong đám rượu đó mãi mãi. Ở còn tối thì tự dần hanh rỉ mỏi mòn. Và tôi sẽ không bao giờ trở thành một quý ngài sư tử càng đảm. Dorothy ôm chặt các bạn. Cô bé nói lời tạm biệt với từng người bạn. Sau đó, cô ôm chú chó Toto và gõ giày 3 lần và nói muốn trở về nhà bên cạnh chú và dì của cô. Trong chớp mắt, cô bé thấy mình ngồi trong khu vườn. Quá đỗi vui mừng, cô bé nhìn quanh. Cô thấy chú và dì chạy về phía cô. Cô bé cười trong niềm vui sướng. Toto, nhìn này, chúng ta đã về nhà rồi đó.